Vâng, xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh đồng hồ của Hùng Râu. Rất vui được chia sẻ đam mê những cỗ máy thời gian và những chiếc đồng hồ Liên Xô rất là đẹp. Em đã tuyển chọn từ bên Nga về. Và đây là có 2 4 6 7 mẫu, 7 mẫu đồng hồ. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác và chia sẻ niềm đam mê với tất cả anh em chơi đồng hồ Liên Xô. Cỗ máy thời gian rất là sâu tuổi rồi mà chạy rất là mượt mà. Thì mẫu đầu tiên em giao lưu các bác là một chiếc đồng hồ Polzot 17G. Đó. Một chiếc Polzot 17G dáng mu rùa, bộ vỏ rất là đẹp. Đó. Vỏ toàn thân bọc vàng dày 20 crom. Tình trạng chiếc này là hoàn hảo đấy, rất là đẹp. Size mặt 35mm. Chạy bộ máy cơ lên cót tay 2609. Bây giờ cái mặt rất là đẹp, mặt hề mặt trắng chảy tia này. Thì cũng đúng màu vỏ, còn sắc cạnh lắm. Chiếc này chắc hẳn là chủ nhân ngày trước người ta cũng không dùng mấy nên là độ mới rất là cao. Đây có nhìn xem độ mỏng dính đồng hồ. Em đã kết hợp với bộ dây da đà điểu rất là đẹp. Nếu bạn nào quan tâm sản phẩm này liên hệ group Zalo số của em là 096 996612. Các bác có thể chụp hình ảnh lại và inbox qua cho em. Đó. Mẫu số 2 nó là mẫu Polzot Bát Úc 16G huyền thoại. Chiếc này sản xuất năm 1960. Đời rất là sâu tuổi rồi. Đó. Tình trạng là hoàn hảo luôn. Bộ mặt trắng chảy tia, các cọc giờ khí á. Nếu phải nói là về đồng hồ Liên Xô, những bác nào mà đam mê hoặc là yêu thích chúng ta chơi những cỗ máy này thì rất là đẳng cấp. Đó. Bộ bọc vàng rất là dày. 20 micro. Mặt nét căng luôn, kim la luôn. Chiếc Bát Úc này có size mặt 36mm. Từ bộ vỏ rồi kim cọc núm rất là đẹp. Đó. Chạy máy cơ lên cót tay. Đây là mẫu số 2. Các nào quan tâm sản phẩm này thì chụp ảnh lại, inbox gửi Zalo cho em sẽ báo giá tư vấn mọi người trực tiếp. Hoặc các bác có thể qua số nhà 4, ngõ 160 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội để giao lưu. Đó, mẫu số 2. Mẫu số 3 thì vẫn là mẫu Bát Úc 16G. Em có một cặp. Chiếc này thì có bộ kim dây đỏ mũi mác. Rất là tuyệt vời. Đó, giống như mẫu số 2 thôi ạ. Thì bộ máy đường nét sai số mọi thứ đều như số 2 hết cả. Một cặp rất là đẹp, bác nào mà có duyên sở hữu một cặp này thì là tuyệt đỉnh công phu. Rất đẹp. Đây là mẫu số 3. Số 3 là mẫu Polzot 29 mặt xanh ngọc. Chiếc mặt rất cực độc luôn. Chạy bộ máy automatic 2415. Chưa gặp có tay luôn. Đó, tình trạng rất là đẹp luôn. Mặt xanh ngọc, dáng ngọc form Orbita. Đó. Các cọc giờ khí mặt sáng rất là đẹp. Mặt xanh ngọc rất sang trọng và hiếm gặp luôn. Đó. Chiếc này em giao lưu với các bác là 3.800.000 đồng nhé. Quan tâm thì liên hệ Facebook số điện thoại của em là 096 99 66612. Tiếp theo là mẫu 29G tự động mặt nòng pháo, chiếc mặt trắng chảy tia cọc nòng pháo, size mặt 35mm và bọc vàng dày 20 micro. Tình trạng là hoàn hảo đấy, rất đẹp. Chiếc này em giao lưu với các bác là giá là 3.500.000 đồng. Vỏ bọc vàng cực đẹp. À. Tiếp theo là mẫu số 6 là chiếc Lutz của CCP. Chiếc này thì máy chạy máy vàng 209 siêu mỏng của Liên Xô. Chạy máy cơ lên có tay với nhá. Mặt hanh vàng, các cọc giờ khía.
sải mặt 35mm siêu mỏng. Bộ máy thì vàng óng rồi. Là bộ vỏ sau rất là đẹp. Chiếc này em giao lưu với các bác là giá là 2.500.000 đồng. Và mẫu cuối cùng là mẫu số 7 là chiếc con rốt 29 tự động với các cọc giờ số cách điệu. Đồng hồ 29 thì xe mặt chung là 35mm, được chặn bởi đầu máy tự động. Chiếc 29 em giao lưu các bác là giá là 3.500.000 nhé. Các bạn quan tâm sản phẩm này thì xem lại video của em và chụp ảnh, gọi trực tiếp cho em hoặc là qua Zalo, số điện thoại của em là 0969966612, hoặc qua trực tiếp số nhà 4 ngõ 160 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội để giao lưu. Sắp tới thì em sẽ chia sẻ rất nhiều đồng hồ Liên Xô đẹp và hàng Nga cho tất cả các bác sưu tầm cũng như là người chơi để tìm được những chiếc mà mình ưng ý. Một lần nữa Hồng Dâu xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Mọi người thấy hay và nhớ đăng ký kênh và để theo dõi những video tiếp tới mới nhất để em làm mọi người cùng theo dõi nhé. Mọi người xin cảm ơn mọi người xem video này. Xin cảm ơn mọi người, chào mọi người.